Ví dụ như là tên mình, tên công ty mình hay là bất kỳ cái họa tiết gì trên mặt dây thắt lưng, Việt Năng sẽ thiết kế và hoàn thiện sản phẩm bàn giao cho khách hàng. Bản to, bản nhỏ, size to, size lớn, lỗ nhiều, lỗ ít, mặt như thế nào, Việt Năng phục vụ hết. Do nhu cầu, màu sắc, phối màu của khách, Việt Năng sẽ thực hiện những cái dây thắt lưng đó chỉ một giây thôi, mà mình có thể phù hợp với 2, 3, 4, 5 loại trang phục mình hay bạn. Kỳ Lăng xin trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury, kỳlăngluxury.com. Và hôm nay chủ đề review giới thiệu sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury đó chính là dây thắt lưng. Và nói đến dây thắt lưng thì có rất nhiều loại da, có rất nhiều kiểu. Đối với mặt thì hầu như là khó hư, vì vậy thường được khách hàng đặt da dây thắt lưng rất là nhiều. Kể cả những hãng lớn, những hãng mà chuyên về dây thắt lưng lớn cũng vậy, da hoặc là bất kỳ chất liệu gì khi mình đeo dây thắt lưng thì một thời gian nó cũng sẽ dễ bị biến dạng và hư. Vì vậy việc thay dây thắt lưng là chuyện rất bình thường và thường xuyên sẽ diễn ra. Và để đa dạng hơn thì mình cũng nên thay nữa chứ không phải là về hư mới thay. Mình có thể một mặt dây thắt lưng nhưng mình có thể dùng được nhiều dây. Và điển hình đây là một cọng dây dành cho mặt Hermes. Hermes thì chúng ta biết thì kiểu thì cũng có vài kiểu. Và mặt thì cũng có vài kiểu mặt. Và chiều dày của dây mỗi kích thước nó sẽ khác nhau tùy vào cái size mình chọn. Thì khi mà chúng ta dùng dây Hermes một thời gian mình thích da cá sấu, hoặc là da cá mập, hoặc là da đà điểu, nói chung mình muốn dùng dây gì thì Lăng sẽ thực hiện dây đó. Và đây là một cái dây thắt lưng bằng da cá sấu alligator, da cá sấu khác. Và khách hàng đang dùng mặt Hermes. Và khách hàng muốn làm hai mặt, một mặt là dây cá sấu alligator và một mặt là dây cá mập. Và hai màu, một màu là màu đen cá sấu và một màu là màu đô. Thì mẫu thông dụng Hermes chúng ta thấy là hai cái đầu thường sẽ giống như thế này, giống như thế này, và sẽ có một lỗ ở đây. Và dây này thì khách hàng đặt và khách hàng thuộc dạng thân hình to, cho nên là size dây cũng size to. Thì cũng là kiểu này nhưng có sẽ size nhỏ, size vừa, size to. Thì khách hàng thuộc dạng size to nên Kỳ Lăng sẽ làm kích thước đúng theo yêu cầu. Và có những khách hàng, điều này điều đặc biệt và cần lưu ý để quý khách đang xem có thể lựa chọn nè. Nhiều khách hàng size gọi là size quá to, dùng một từ cho nó vui là size gọi là quá khổ một tí. Thì khi mà mình vô hãng mình mua mặt dây thắt lưng, mua dây thắt lưng thì có nhiều khách đeo không vừa. Không vừa, vì vậy khách hàng mua lấy về mua lấy cái mặt thôi. Bởi vì cái dây của hãng thường là dây làm bằng da Epsom đồ. Và nhiều khách hàng thích da cá sấu có liền hoặc là đặt hàng nhanh thì qua Kỳ Lăng. Và ưu điểm là khi khách hàng size quá to thì cứ mua cái bộ Hermes đi và qua Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ làm cái dây đo theo kích thước của mỗi size tặng người. Ví dụ to cỡ nào Kỳ Lăng sẽ đo và làm dài theo đo to cỡ đó. Hoặc là dài quá thì Kỳ Lăng sẽ làm vừa khích theo tùy tặng mỗi người. Đó là cái ưu điểm. Và nếu như chúng ta không thích mặc Hermes và muốn mặc thiết kế riêng độc quyền cho bản thân mình, ví dụ như là tên mình, tên công ty mình hay là bất kỳ cái họa tiết gì trên mặt dây thắt lưng, Kỳ Lăng sẽ thiết kế và hoàn thiện sản phẩm bàn giao cho khách hàng. Ví dụ như đây, đây là cái mặt dây thắt lưng. Đó. Nói chung là tùy theo option nhu cầu của quý khách. Và nó là hai phần tách biệt, Kỳ Lăng sẽ tháo cho quý khách xem. Đây là hai phần khối tách biệt, một phần là bạc khối, một phần là vàng khối nằm trong khung của bạc khối và đến 3 viên kim cương vàng AU 750 18K chuẩn châu Âu. Nếu như quý khách thích cái gì họa tiết khác, ví dụ như chọn được mẫu này luôn và mình sẽ làm một cái họa tiết khác trên đây, logo hay là bất cứ cái tên, tuổi gì, bất cứ cái gì trên đây, và chỉ việc ráp vào là xong. Một cái mặt dây thắt lưng này mình có thể làm được nhiều cái mặt phần ráp thứ hai này, có nghĩa là tên cá nhân rồi tên công ty, và bữa mình thích dùng cái nào thì mình thay vào là ráp khối lại với nhau rất là nhanh, gọn lẹ và tiện, tiết kiệm được nhiều khâu chi phí.
hoặc là mình không thích mẫu này, mình thích bất cứ mẫu nào, Kỳ Lân sẽ phục vụ cho quý khách mẫu đó. Ví dụ như mẫu Kỳ Lân đang đeo tiếp theo là mẫu full vàng khâu hết, logo của Kỳ Lân, logo vương miện biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng và đẳng cấp, đỉnh ba viên kim cương. Ví dụ như mẫu này là một mẫu khác nữa, cũng là mặt này là mặt nguyên cụm và mình muốn làm họa tiết khác thì mình chỉ việc thế bên trong, mình làm bên trong là xong. Mình muốn thiết kế cái gì Kỳ Lân sẽ thiết kế cái đó hoặc là chọn mẫu này luôn. Và đặc điểm của dây cũng như mặt Kỳ Lân thiết kế là có hai option. Một là mình sẽ xỏ cái đầu dư ra ngoài như thế này thì mình chỉ dùng được một mặt thôi, bởi vì mình lật ngược lại mặt trong thì nó sẽ bị cong dinh ra. Còn nếu như mình chọn mặt cho xỏ trong thì mặt như thế này, một lỗ xỏ và một đầu giữ. Ví dụ như là cái mặt dây của Hermès đi, mình xỏ vào đây, một đầu xỏ một lỗ, một đầu xỏ lỗ, đầu còn lại là để xỏ vào sau khi chúng ta thắt lưng. Đây là xây dây xỏ ngoài nha. Đó, khi mà chúng ta lật dây lại thì nó sẽ bị cong cái đầu này ra. Đó, chính vì xỏ vào trong nên đầu dư này luôn luôn xỏ vào trong và các phần dây của phần đầu nó sẽ giữ lại cho chúng ta. Tại vì dây này dây to, xây to cho một trạng người to hơn, đặt hàng theo size của khách nên là Kỳ Lân đeo không vừa. Tại vì là Kỳ Lân cũng vừa bằng xinh xắn và dễ thương. Đó, thì cái đầu dư nó sẽ nằm bên trong được giữ lại như thế này. Và một thời gian sau hoặc là ngày mai bằng một bộ đồ khác, mình không thích mặc da cá sấu này màu đen mày muốn mặc màu đô đi, thì chúng ta chỉ việc là tháo ra, kéo ra chứ không tháo nữa, rất là nhanh gọn lẹ, chưa đầy 30 giây rút cái đầu ra và lật lại như thế này, xỏ vào là xong ngay luôn. Và Kỳ Lân test thử nha. Rất là gọn như lẹ, nhanh. Bởi vì giữ bên trong đầu dư sẽ bị cong nhưng mà phần này giữ lại rồi. Ok, nói chung là nhu cầu gì, muốn dây dài, dây ngắn, dây bản to, bản nhỏ, xây to, xây lớn, lỗ nhiều, lỗ ít, mặt như thế nào, Kỳ Lân phục vụ hết. Cộng dây này thì Kỳ Lân thiết kế một nguyên một bộ option như là nón, ví cầm tay, túi, clutch, dây thắt lưng nè. Hoặc là như dây này Kỳ Lân cũng thực hiện nguyên combo luôn. Nguyên một combo của nó là dây thắt lưng nè, túi sách, túi clutch, bên trước Kỳ Lân làm clip rồi. Và đôi giày. Và Kỳ Lân đang hoàn thiện đôi dép cũng như là áo khoác, Kỳ Lân đang thực hiện áo khoác nữa. Nói chung là tất cả những cái gì mà đồ da, phụ kiện được Kỳ Lân làm hết, được hết tất cả mọi cái. Rồi Kỳ Lân test thử cái cộng dây thắt lưng này nha. Cũng hai mặt nè, mặt đô của cá mập và mặt ngoài của cá sấu nè. Hôm sau không thích thì mình lật lại là ra mặt khác thôi, đơn giản. Mình hay bận đồ tông màu gì nhiều, ví dụ như có những khách, những quý khách là chuyên thích màu đen và trắng thôi, thì mình sẽ đặt hai mặt, một mặt là đen, một mặt trắng để phù hợp với tông đó luôn, hoặc là mặt màu tương phản để nó nổi bật lên cũng được. Thì do nhu cầu màu sắc phối màu của quý khách, Kỳ Lân sẽ thực hiện những cái dây thắt lưng đó chỉ một dây thôi, mà mình có thể phù hợp với 2, 3, 4, 5 loại trang phục mình hay bận. Nó sẽ phù hợp, khỏi mất công mua nhiều, hoặc là khỏi mất công tháo ra đổi vô liên tục, chứ một giây mình chỉ lật qua lật lại là ok. Vâng, và như vậy clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem, cũng như là cảm ơn tất cả các bác chuẩn bị xem và các bác quý khách sẽ xem trong thời gian sắp tới. Chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong những clip sắp tới. Hãy truy cập vào website kylanluxury.com để xem những mẫu mới nhất. Hãy gọi số hotline 0901 247 247 để Kỳ Lân tư vấn chi tiết từng sản phẩm cho quý khách. Hãy kết nối Zalo 0901 247 247, Kỳ Lân sẽ gửi những mẫu đẹp nhất cho quý khách. Kỳ Lân xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.